hôm nay được là ngày nghỉ cho nên là mình đi thăm quan cái đám rẫy của em Trương, đi giúp nó nhổ mì. Đây, cái khung cảnh ở đây rất là đẹp mọi người, ở trên cái đồi núi kia, xa đằng xa xa kia là nhìn thấy được cái cột điện gió ở trên xã An Trung, và cái đồi núi đằng xa xa kia mà mọi người đang nhìn thấy đấy, núi này đây là cái núi mà mang tên huyện này, mang tên huyện Công Chờ Rò đây. Đây là cái đồi núi đấy, quang cảnh rất là đẹp. Giới thiệu với mọi người nhá, đây hôm nay là bà con đang nhổ mì cho anh Đinh Trương. Đấy, đám mì rất là tuyệt vời đây, đấy, đống đống mì đây. Thì lát nữa xe nó vô thì mình sẽ giới thiệu tiếp cho mọi người đây, cận cảnh những người nông dân này khổ như thế này đây, nhưng mà rất là vui là vì là cái đám này thì 5 sào tính ra thì chắc cũng phải hơn 11 tấn mì, rất là đạt. Đấy, cho nên là bà con nào mà trồng mì ấy, quan tâm nhá. Cái giống nhất là cái giống KM94 này này, tuy là nó là giống rất là cũ rồi nhưng mà nó rất là phù hợp với cái đất đai thổ nhưỡng ở đây, cho nên nó khá là phát triển. Đây mọi người, đây là giờ ăn cơm trưa. Đấy, đồ ăn đây có một món nữa đang rất là bay mùi thơm đây nhưng mà chưa tới, đó là món nhúng. Đây là tất cả công làm giúp cho bà chị ngày hôm nay đây. Bây giờ đang ăn cơm. Ôi mời cả nhà cùng ăn cơm nhá. Đây mọi người, đây là giờ ăn cơm trưa. Đấy, đồ ăn đây có một món nữa đang rất là bay mùi thơm đây nhưng mà chưa tới, đó là món nhúng. Đây là tất cả công làm giúp cho bà chị ngày hôm nay đây. Bây giờ đang ăn cơm. Ôi mời cả nhà cùng ăn cơm nhá. Chào mọi người nhá, bây giờ là 12 giờ kém rồi, anh em đang đói đi, nhưng mà đây phải chờ cái bộ phận này chín đã rồi làm xong cái món này đã mới ăn được. Mà phải cúng đã, trước khi ăn phải cúng đã. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Bà phải cúng, muốn cúng là 4 triệu. Đây mọi người, sau khi chở xong 11 tấn mì thì làm sương sương theo kiểu này đây. Khói đang nghi ngút. Và đây là cái nồi đang chuẩn bị luộc. Đây là món nướng. Nếu như này mới gọi là đẳng cấp này. Đấy, quá đẹp luôn, quá ngon luôn đúng không ạ? Giới thiệu đây là cái món, đây là cái món nướng này. Còn giới thiệu với mọi người nữa là cái món nấu sake nữa. Đây là món con heo của làng á, nhưng mà gọi là nấu sake này. Còn đây là bác Krem đang giá để làm chuẩn bị làm dồi này. Thành công á. Đấy,